Thế á? Con ơi, con thế 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 con ra con dắt xe ra xe bác xem nào. Xe có cái gì? Ui cái máy bay con để ngược rồi này. Ui nhiều thế nhỏ, nhiều đồ chơi thế nhỏ. Ui tập kết hết chưa? Như thế này đã tập kết hết chưa? Ui nhiều nhỏ. Ui nhiều đồ chơi thật đây. Nào thế con ra dắt xe nào, con ra xe bác xem nào. Ôi nhiều thế. Kinh ra dắt xe đi Kinh. Nào Quỳnh Anh ngoan lắm nhờ. Đấy Quỳnh Anh dắt xe nào. Bác xem nào. Thế con chỉ cho bác xem nào. Ui cẩn thận. Rồi bây giờ. Úi dồi khẩu súng to nhất để trên cùng. Đây là khẩu súng của chị Tụ An. Có cả khẩu súng bé nó mèo. À à vậy à. Ừ. Ôi đấy, trời ơi Quỳnh Anh ngoan chưa. Thế con biết đi xe chưa? Con biết đi rồi à? Thế à? Ôi hôm nay mình để nhiều đồ chơi dọn xe thế. Thế à, đúng rồi, trời ơi, thế là cháu à, thế bố cháu lắp cái bánh nhỏ vào là con đi con không ngã nữa đúng không? Ừ. Nhưng mà hôm nay cháu xe là của cháu bị xích rồi. Bị tuột xích á? Ồ, vậy u. Thì tại Trâm à? Tại là nỗi của Trâm mẹ. Nỗi của Trâm á? Thế Trâm đưa xe đạp của con vào đường đá nên là xe đạp không đi được á? Ừ. Ui, nỗi của Trâm. Thế Trâm xin lỗi Quỳnh Anh chưa? Chưa. Ui, Trâm chơi xấu nhờ. Lẽ ra là Trâm làm sai, Trâm phải xin lỗi Quỳnh Anh chứ nhờ. Ờ, nhưng mà Trâm chưa xin lỗi cháu. Ui, Trâm chưa xin lỗi cháu á? Trâm chơi xấu nhở? Trâm phải xin lỗi cháu để ngày mai Trâm sửa lại cho không đi đấy, xin làm đi về đường đá nữa. Đúng rồi, Trâm phải sửa sai, lần sau là Trâm không đi xe đạp vào đường đá nữa nhờ con nhở. Thế lần sau Trâm làm sai con bảo với Trâm là Trâm ơi, Trâm xin lỗi chị đi, lần sau Trâm rút kinh nghiệm nhá. Trâm đừng làm như thế, hỏng xe chị đấy. Nhá. Ừ, không đi đường đá, ngã đau đấy. Con bảo em Trâm như thế nhá. Ừ. Thế là em Trâm lần sau em Trâm không dám dắt xe vào đường đá nữa, nhờ. Nhưng mà Trâm dắt xe vào đường đá nhưng mà Trâm lên xe xong rồi đi ở đường đá. Ui thì á. Chợ nhờ đi như thế. Nhỡ không may ngã thì sao nhở? Nhưng mà cháu không được đi đường đá đâu. Bởi vì cháu phở ngã hôm qua. Cháu đi đường, cháu hết đi đường đá. Hay là cháu đi, cháu bị ngã ở chỗ này này. Ui thế á? Nhưng mà hôm qua đến trung thu cháu lấy về đi xong rồi cháu không cẩn thận này. Đâu ui ôi thế nào? Ui, đau chứ. Ui, kìa xe đổ được không? Ui, thế con đau không? Có, nhưng mà hôm qua cháu bị như thế xong rồi cháu khóc. Cháu nghe cháu khóc to đấy. Thế á? Trời, con khóc lâu không? Khóc lâu. Ui, chương quá nhờ. Thế... Khóc lâu nhưng mà khóc lâu không thể chơi đùa đâu. Thế á? Mà đi bị gây phương á. Ôi trợ nhờ. Thế lúc đấy có ai cứu con không? Có. Ai? Mẹ cháu có sửa để mẹ cháu có đóng vào vết thương để không bị đau. À thế là mẹ cháu sửa. Mẹ cháu lấy băng dính vào vết thương à? Ờ. Không phải đâu, mẹ cháu không lấy băng bó đâu.
hôm qua cháu bị bỏ trường với đau chân á. À. Xong rồi, nhà cháu hết ca ván rồi, xong rồi cháu không thể ván được đâu. Xong rồi cháu gọi là à ừ đúng rồi, mua băng gâu để băng bó cho con đấy nhở? Không phải. Ừ. Dán đúng rồi. Dán. Ừ. Có màu xanh lá cây, bỏ màu xanh lá cây và như màu trắng ván vào đây. Ồ, đúng rồi đúng rồi. Thế là bây giờ khỏi rồi đúng không? Ừ, bây giờ là con lái xe được rồi đúng không? Rồi, nhưng mà con không lái xe được đâu. Bởi vì xe của cháu bị signal lắm. Vì sửa xe đạp mới hơi đi được. Bố cháu cứ không sửa. À, thế á? Đèn trơn. Ui con lau đi tí em ngã đấy con. Bỏ xuống lau đi không thì em ngã đấy. Ừ. Ui ôi. Cái nền đấy sợ lắm, trơn lắm. Thế bố con bận, bố con chưa sửa xe cho con đúng không? À thế để bác nói với bố con là sửa xe cho con nhá. Ừ, để cho con có xe đi chơi chứ nhở. Ừ, ai lại để cho xe con thế này? Ừ. Nhờ. Không là không có xe để đi chơi nhà Trâm, chở đồ chơi đi chơi chứ nhờ. Không phải đâu, không phải cháu biết đi đường đá rồi. Nhưng hôm nay cháu không biết đi đường đá đâu. Ui không đi nữa đâu, ngã sợ lắm nhờ. Ừ. Nhiều đồ chơi thế nhờ, Quỳnh Anh nhiều đồ chơi thế. Đẹp thật nhờ. Nhưng mà chị tụi anh chỉ có mỗi một đồ chơi thôi. Chị tụi anh chỉ có mỗi súng này thôi. Chị tụi anh cả có máy bay nè. Ừ, nhiều nhờ. Ôi trời ơi. Cậu ơi,